Vâng, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Fastcare. Và hôm nay thì mình sẽ cùng anh em test thử xem trên mạng, tức là trên Shopee ấy, chúng ta có một vài món phụ kiện cực kỳ thú vị. Ví dụ trên tay mình đây, đó chính là chiếc tai nghe mà nó nhìn nó khá giống so với AirPods 3. Hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn xem là cái chiếc tai nghe này liệu nó có những cái tính năng gì thú vị hay không, cũng như là cái mức giá khoảng 300.000 như này thì liệu chất âm nó có ổn hay không nhá. Cùng bắt đầu thôi. Trên tay mình đây, đó chính là cái chiếc hộp của cái chiếc tai nghe này. Hiện tại thì XBUWI, thì các bạn nếu mà không biết ấy, thì cái thương hiệu này đó chính là làm những cái tai nghe mà tai nghe ở trên những cái quán net ấy, thì thường là chúng ta sẽ thấy được. Hộp thì nó sẽ tuốt ra như này, và cũng như đằng sau ấy có ghi một vài những cái thông số ở đây nhá. Mình thì mình cũng xem qua thôi, tuy nhiên thì nói chung cái khoảng cách kết nối của nó là Bluetooth 5.0, cũng như khoảng cách kết nối là khoảng tầm 10m cho các bạn. Hiện tại thì mình cũng đã mở ra và cũng đã nghe một thời gian rồi. Đó, và đối với cái hộp của chúng ta thì sẽ có là gồm có giấy hướng dẫn sử dụng này. Và tất nhiên đây là thương hiệu đến từ Trung Quốc, nên các bạn có thể thấy được rất là nhiều tiếng Trung ở đây. Cái cụm mà dây sạc ấy thì chỉ cho có thôi, mình giá không cao cái phần này. Nói chung là một mẫu tai nghe giá rẻ mà, nên cũng không thể nào đòi hỏi nhiều được. Rồi, và hiện tại thì với cái mẫu tai nghe của chúng ta, điều đầu tiên mà các bạn sẽ thấy được cái chiếc tai nghe này nó rất là thú vị, đó chính là cái cụm mà cái phần housing ấy nó rất là giống so với cái chiếc AirPods 3 của chúng ta. Đó, và mình phải đặt ngay cái em này, tại vì hiện tại không có ai mà làm cái thiết kế mà nó giống y chang như này được. Tuy nhiên thì phần bên ngoài của chúng ta thì vẫn sẽ là cái phần chứa pin, và cũng như là làm rất là thô nhá, chứ không được như AirPods 3 đâu. Nhưng mà cái phần mà đeo vào ấy thì nó lại cảm giác khá là dễ chịu, và nó tương tự như AirPods 3. Cái phần hộp sạc thì cũng là một cái điểm khá là thú vị nữa, đó chính là khi mà chúng ta đóng vào như này thì nó sẽ trong suốt nhá. Thì theo hãng ấy, họ có công bố thì những cái bạn mà ví dụ như là trẻ này, những các bạn trẻ này, hoặc là có cho con em của mình hoặc là cháu của mình ấy đeo tai nghe thì khá là hợp lý. Và những cái sản phẩm như này gần như là một cái sản phẩm để bước đệm để cho các bạn trẻ đó có thể đeo tai nghe, và cũng như là làm quen trước với những cái đồ công nghệ. Sau này thì khi mà đã biết bảo vệ rồi, biết giữ gìn rồi, thì chúng ta có thể mua hàng tốt sau. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ đánh giá chất âm của chiếc tai nghe này nhá. Đối với cái thiết kế mà giống như AirPods 3 thì chúng ta có thể đeo vào tai khá là dễ dàng. Mình sẽ đeo vào thử cho anh em coi nhé. Thực sự thì tai của mình thì hợp lý với những cái phần mà tai nghe có cái nút cao su ấy, và mình cũng có đeo khá khá rồi, khoảng tầm 1 tuần đối với chiếc tai nghe này. Thì thực sự là đối với 300.000 thì chúng ta cũng không thể nào đòi hỏi quá cao được cái phần chất âm được. Tuy nhiên thì đối với những một số bài không cần bass quá nhiều thì thực sự là đeo tai nghe này nghe cũng rất là hợp lý đó các bạn. Và cũng như là cái phần mà chất âm ấy vẫn có thể thể hiện được rất là rõ, chứ không bị ù đâu. Nói chung là đối với phần tai nghe mà 300.000 như này thì mình giá rất là cao rồi. Tuy nhiên thì có một cái điểm mà các bạn lưu ý, đó chính là cái phần bass của nó ấy, thì thực sự là mình nghe không ra được bass quá nhiều đâu. Nhất là những cái bài mà EDM ấy, thì thực sự là cái phần tai nghe này không thể đáp ứng đủ cho các bạn. Tuy nhiên thì đối với các bạn trẻ hoặc là con cháu của mình ấy, có con có cháu ấy, thì đeo tai nghe này sẽ giúp cho các bạn nhỏ có thể nghe được những cái phần phát âm tiếng Anh rất là chuẩn, chứ không cần phải bass nhá. Còn bass thì đối với những cái bài mà sôi động thì cái chiếc tai nghe này nó sẽ không thể nào đáp ứng đủ nhu cầu của chúng ta được. Nhìn chung thì các bạn có thể thấy được rằng là mình không phải là người chuyên nghiệp về tai nghe quá nhiều đâu. Tuy nhiên thì mình cũng có sử dụng một cái chiếc tai nghe đến từ nhà Samsung, đó chính là Samsung Galaxy Buds Pro. Chiếc tai nghe này thì sắp tới đây chúng ta sẽ có phiên bản thứ hai. Nhưng mà thực sự ấy, thì đối với việc mà đeo những cái chiếc tai nghe như này rồi, quen, quá là quen rồi. Hoặc là những cái chiếc tai nghe như là AirPods chẳng hạn, thì khi chuyển qua tai nghe này thì sẽ hơi hụt hẫng một chút, khi mà cái phần bass của nó thực sự là cái con này đánh không được chuẩn cho lắm. Tuy nhiên thì đấy, mình cũng nói rồi, việc mà chúng ta nghe những cái bài ballad hoặc là việc mà chúng ta nghe để giống như là chống cháy thôi á, thì có thể tai nghe này sẽ đáp ứng đủ nhu cầu của chúng ta. Có cái phần mà tạm dừng này, phát và giữ, thì các bạn sẽ nhấn tai nghe ở bên trái hoặc là bên phải. Có khi chuyển bài ấy, chúng ta sẽ nhấn 2 lần vào tai nghe. Tăng giảm âm lượng thì các bạn sẽ bấm 3 lần vào tai nghe bên trái hoặc là bên phải. Chiếc tai nghe này sẽ khá là phù hợp đối với những cái bạn nào mà có con, có cháu chẳng hạn. Thì khi mà đeo tai nghe này về, làm quen với những cái món đồ công nghệ rồi, khi mà đã biết là bảo vệ cái chiếc tai nghe này rồi, thì sau này chúng ta có thể mua cho con em của mình những cái chiếc tai nghe đến từ nhà Apple chính hãng, thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và theo như trên hộp mình có thấy được rằng là hãng công bố là sẽ cái độ trễ sẽ là 45 giây, một trong những độ trễ khá là thấp. Tuy nhiên thì đối với những cái mẫu tai nghe gần đây ấy, mà gaming khi mà bán PUBG chẳng hạn, thì thường là độ trễ sẽ khoảng tầm là 15 đến 20 thôi. Còn này là 45 giây thì thực sự là cũng hơi cao. Nếu mà các bạn nào mà chơi Genshin Impact hoặc là xem phim, nghe nhạc thì chúng ta có thể chấp nhận được. Tuy nhiên thì đối với cái độ trễ mà 45 giây như này thì mình khuyên các bạn là không nên mua tai nghe này về để hardcore nhá. Và thực sự là tai nghe này cũng đâu hướng tới đối tượng game thủ đâu. Các bạn chỉ cần nhìn thiết kế thôi là biết rồi, phải không nào?
Nói về phần pin đi, pin của chiếc tai nghe này có thể nghe được khoảng tầm 3 đến 4 tiếng. Mình cũng đã nghe rất là lâu rồi, nhưng mà thực sự nếu mà đeo tai nghe khoảng tầm 2 tiếng thôi là mình đã phải bỏ ra rồi. Đối với một chiếc tai nghe mà khoảng tầm 3 đến 4 tiếng như hiện nay ấy, thì mình cũng khuyên các bạn là nên đeo khoảng tầm tối đa là 2 tiếng thôi. Sau đó chúng ta bỏ ra và cho lại hộp sạc. Hộp sạc này thì theo nhà sản xuất công bố là có thể sạc được khoảng từ 3 đến 4 lần. Tuy nhiên thì đối với mình, mình cũng sạc rất là lâu rồi. Mình không phải là sử dụng cạn hết pin của cái chiếc tai nghe này mới cho vào cái phần hộp sạc đâu. Mà thường là mình sẽ nghe khoảng tầm 1 đến 2 tiếng là mình đã bỏ vào rồi. Nên mình cũng không đếm được là khoảng tầm bao nhiêu lần sạc đầy cái chiếc tai nghe này. Nhưng mà xài trong khoảng tầm 1 tuần thì mình chỉ sạc cái phần hộp sạc này trong vòng 1 lần thôi. Nói chung thì chiếc tai nghe này có thể đáp ứng đủ nhu cầu của chúng ta đấy. Và cũng như là cho con em của chúng ta chẳng hạn. Khoảng tầm giá 300 nghìn này thì thực sự là mình sẽ mua cho người thân. Ví dụ như là con cháu của mình đó, lâu lâu thì tặng nó một cái chiếc tai nghe mà nó nhìn cái hộp ấy, nhất là cái phần cái hộp này này đó, cái phần cái hộp trong suốt thì thực sự là rất là khó trên thị trường có những cái chiếc tai nghe nào mà nó đặc biệt như này. Và cái chiếc tai nghe này có thể đáp ứng đủ nhu cầu của chúng ta ở cái giai đoạn đó. Tuy nhiên thì về cái phần sau này khi mà chúng ta đã nghe nhiều rồi và chúng ta đã làm quen nhiều rồi thì thực sự là mình vẫn khuyên các bạn là nên chọn những chiếc tai nghe giá nó đắt hơn một chút, ví dụ như Galaxy Buds Pro hoặc là AirPods ấy, thì nó cũng sẽ đem lại cho chúng ta cái cảm giác nghe nó hay hơn rất là nhiều. Còn con này thì chỉ là một cái bước đệm dành cho các bạn trẻ và các bạn học sinh ấy, thì thường là chúng ta sẽ nghe cái tai nghe này trước và khi mà đã làm quen rồi thì mới chuyển qua tai nghe này. Rồi, còn các bạn thấy thế nào với cái mức giá chỉ là hơn 300 nghìn của chiếc tai nghe này mà những cái gì nó mang lại và cũng như cái thiết kế của nó khá là thời thượng khi mà bắt chước với cái thiết kế của chiếc AirPods 3 thì đừng quên comment ở phía dưới nhé. Theo mình với cái tầm giá mà hơn 300 nghìn cũng như là lâu lâu ấy thì có khuyến mại nữa, có hơn 200 thôi thì cái chiếc tai nghe này xứng đáng với cái tầm tiền mà bỏ ra. Còn các bạn thấy thế nào đừng quên comment ở phía dưới nhé. Hôm sau thì mình sẽ làm những cái video clip liên quan đến những cái phụ kiện giá rẻ như này để cho anh em, để sau này khi mà chúng ta không có quá nhiều tiền, chúng ta vẫn muốn một cái sản phẩm ổn định và ok thì chúng ta vẫn có thể chọn được. Rồi, nếu anh em thấy clip hay đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube Fastcare nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.